Hello, chào mừng em đã đến với Thỏ Ngọc Comics. Anh em thấy đó, tất cả chúng ta đều thích những nhân vật chính siêu mạnh, có thể dễ dàng đánh bại tất cả các nhân vật khác. Những nhân vật này thường có sức mạnh hoặc khả năng đặc biệt, cho phép họ làm điều mà những người bình thường thậm chí không thể tưởng tượng được. Nhưng việc tìm kiếm một bộ truyện có nhân vật chính thể hiện sức mạnh thực sự của họ có thể khá khó. Và hôm nay, hãy cùng với Thỏ Ngọc Comics đến ngay với Top 10 Manhwa Manhua, Men siêu phàm dũng cảm. Và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ Thỏ Ngọc Comics. Tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Vương đạo, thể loại hành động phiêu lưu Manhwa. Ozeyo, chủ tịch của Warang, một tổ chức tội phạm quy mô toàn quốc tại Nam Triều đã chết trong một tai nạn bất ngờ. Ngay sau cái chết của ông trùm, những cuộc phân chia nội bộ để tranh giành quyền lực bắt đầu xảy ra. Lợi dụng điều này, các băng nhóm xã hội đen khác cũng đã nhảy vào với mong muốn chiếm đoạt vị trí của Warang và gây ra sự hỗn loạn lớn. Quản lý tại mỗi khu vực của Warang bắt đầu xử lý các băng nhóm xã hội đen khác và họ cũng dần thể hiện tham vọng nắm quyền lực của mình. Những người dân yếu thế dần trở thành nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực này. Tuy nhiên, cảnh sát và các chính trị gia, những người bị xã hội đen và Warang mua chuộc đã quay lưng lại với họ. Trong hoàn cảnh đó, mẹ của Yu Baekhan, xuất thân từ đơn vị đặc nhiệm, đã cố gắng đuổi theo xã hội đen trong khu vực của chúng và bị chúng sát hại. Và hành trình trả thù của Yu Baekhan chính thức bắt đầu từ đây. 9. Nương tử nhà ta là nữ đế, thể loại hành động Manhua huyền bí. Lão bà nhà ta xinh đẹp như hoa, cho dù là tần nữ đế đăng cơ cũng không sánh nổi. Lão bà nhà ta chủ nghệ cao siêu, cho dù là nữ đế ngự thiện phòng cũng không sánh nổi. Lão bà nhà ta rất yêu ta, rất quan tâm ta. Có cho ta nữ đế ta cũng không thèm. Cái gì? Lão bà nhà ta chính là nữ đế. 8. Kẻ phán xét, thể loại hành động drama Manhwa huyền bí học đường. Thiên tài đánh nhau từ bé, dù chưa từng học qua bất kỳ môn võ nào, nhưng bản năng, cậu có thể hạ bệ mọi tên ngáng đường. Trải qua rất nhiều trận ẩu đả solo, thậm chí cần ba éo ngán một ai, mẹ cậu đã giật lấy làm lo lắng vì cậu ta thường gây chuyện với các anh lớn hơn mình. 7. Ta xuất sơn liền vô địch, thể loại hành động truyền sinh Manhua. Khổ tu 10 năm, một đường tấn thăng đến Nguyên Anh, lưu mực mới dám xuống núi lịch lãm. Nhưng ta 18 tuổi mới đến Nguyên Anh. Mà thế giới này 8 tuổi liền có người phi thăng. Thiên phú của ta thật sự là quá khủi bắp. Thế giới này thật đáng sợ, khắp nơi trên đất là đại lão. 6. Tôi là tân thủ có cấp cao nhất, thể loại hành động fantasy siêu nhiên Manhwa. Jin Hyuk, một gaming YouTuber, là người duy nhất tình cờ xem được cái kết của tựa game Tháp Thử Luyện. Nhưng khi độ hot của game bị giảm sút, việc kiếm sống bằng nghề YouTuber đối với cậu ta đã không còn là chuyện dễ dàng. Vì đã biết chưa kết thúc của game nên cậu quyết định sẽ không tiếp tục chơi tựa game này nữa. Nhưng định mệnh đã đưa Tháp Thử Luyện trở thành hiện thực. Lúc này, Jin Hyuk, người nắm rõ trò chơi trong lòng bàn tay, đã nhanh chóng nhập cuộc. Tôi sẽ cho mấy người thấy Pro VIP thật sự là như thế nào. 5. Vị thần trở lại, thể loại hành động phiêu lưu Manhwa võ thuật. Tuyệt đỉnh ma thần Dan Hu Hyun bị phong ấn vì hắn quá mạnh so với thế gian này. Sau 1.000 năm, hắn được thả ra với cảm giác cuộc đời này thật vô nghĩa khi dạo quanh ngõ hẻm. Ngay trước khi hắn gục ngã, một bàn tay xuất hiện trước mặt hắn. Dan Hu Hyun nói, màn thầu đó, lời đáp vang lên. Đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn không toàn tính và khiến số phận hắn thay đổi. Đây là truyền thuyết về sự trở lại hàng ngàn năm không gian và thời gian của một vị thần. 4. Ta, vô địch đại phản phái, thể loại hành động phiêu lưu Manhua võ thuật. Phản diện cộng vô địch, cộng thông minh, cộng tấu hài, cộng giải trí, bằng Lăng Tiêu. Một nhà văn xuyên qua chính tiểu thuyết của mình, làm công tử thế gia,
đầy đủ căn cơ ma khí pháp bảo và gia thế khủng, nhưng lại là một nhân vật phản diện, làm đà kê chân cho thiên mệnh chi tử thăng cấp. Không chịu khuất phục điều đó, Lăng Tiêu đã gáy bẩn, chơi bẩn với rất nhiều thủ đoạn để đấm chết mấy bọn thiên mệnh chi tử mõm. Ba, phong lôi kiếm, thể loại hành động manhwa. Đông Bang Mui, con trai của tử vương Đông Bang Gujin, người được gọi là chiến thần. Khi được bí mật sinh ra, cậu ta đi theo con đường của ông và trở thành một lính gác cấp thấp của Liên minh Võ Lâm. Đồng hành với vô tình trảm kiếm của thợ săn tiền thưởng, chàng anh kiếm được làm bởi Độc Duệ, chàng anh của sát thủ mạnh nhất thế giới, và tình yêu của Bichani, Yael, sở hữu mận phi kiếm. Cậu nâng lên phong lôi kiếm ra ngoài thế giới. 2. Tồn tại vĩnh hằng, thể loại hành động manhwa. Một ngày nọ, đó là một đàn kiến, và một ngày nọ là một con khủng long. Kiếp cuối cùng của một chúng sinh đã trải qua các kiếp khác nhau, hàng vạn kiếp luân hồi. Anh ta được sinh ra như một con người với tất cả sức mạnh qua các kiếp trước mà anh ta đã từng trải qua. Tại sao bạn có khả năng này? Izin cuối cùng cũng nhận ra, tôi tồn tại để tiêu diệt loài người. 1. Mật mã mê cung LAG, thể loại hành động manhwa. LAG, một không gian không xác định nơi con người sử dụng khả năng hoặc kỹ năng thông qua thức tỉnh. Quái vật xuất hiện trên từng tầng và từng phòng, và các nhiệm vụ được đưa ra tương ứng. Mục tiêu ở đây là chạm tới đáy. Nhân vật chính lặp đi lặp lại cái chết và sự sống vô số lần trong không gian vô định LAG. Tuy nhiên kiếp này anh ta lại có khả năng sở hữu kỹ năng bị động không giới hạn, và cuối cùng cũng có cơ hội trốn thoát ở đó. Tuy nhiên không giống như những gì mà anh ta đã trải qua cho đến nay. Anh ấy sẽ không biết chút nào về tương lai khi LAG tiếp tục thay đổi. Đây là một câu chuyện sinh tồn tuyệt vọng. Trong đó, không ai có thể tin tưởng và tiếp tục sống trong LAG địa ngục, nơi không có điểm kết thúc trong tầm nhìn và chiến đấu để thoát khỏi đáy. 3. Trên đây là top 10 manhwa manhua men siêu phàm dũng cảm mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Comics biết để mình gấp rút cho The Mac Top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thảo Ngọc Comics ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn anh em. Bye bye!